Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đập người ta thân bại danh liệt rồi khóc thương. Ông Nguyễn Phú Trọng có là cá sấu hoa cà hay không? Đã triệt hạ thì không khóc, mà đã khóc thương người ta thì không nên triệt hạ. Đó là bản chất của con người yêu ghét phân mình. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng thì làm khác. Chính ông đã triệt hạ Nguyễn Thành Long đến thân bại danh liệt rồi lại khóc thương ông này. Hành động và cảm xúc của ông Trọng dường như nó có gì đó sai. Sự phối hợp giữa hành động và cảm xúc như thế chỉ có thể là giả tạo. Nước mắt như vậy người ta gọi là nước mắt cá sấu. Thật vậy, ông Nguyễn Phú Trọng làm như thế đã làm cho nhiều người không khỏi thấy được sự đáng sợ của ông ta. Trong các loại cá sấu, loài cá sấu nước mặn còn gọi là cá sấu hoa cà là loài hung dữ nhất. Có lẽ nên ví nước mắt của ông Trọng như là nước mắt của loại cá sấu này thì mới đúng. Ai để tiếc thương cho sự nghiệp cho một kẻ phạm tội ác với dân đến như vậy? Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng Tổng Bí thư rất nghẹn ngào khi Trung ương họp bất thường kỷ luật ông Nguyễn Thành Long. Đây rõ ràng hành động tuyên truyền. Tuy nhiên, ông Trọng muốn tuyên truyền điều gì thì cần phải phân tích rất kỹ. Theo ông Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, thì khi Trung ương họp hội nghị bất thường để kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất nghẹn ngào khi nói về thành tích của ngành kinh y tế. Chia sẻ cảm xúc khi phải bấm nút thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long tại kỳ họp. Ông Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói, ông Nguyễn Phú Trọng bùi ngùi xúc động khi phải đọc nghị quyết liên quan bãi nhiệm đồng chí, đồng nghiệp của mình. Đây là hình ảnh thông tin ông Nguyễn Phú Trọng khóc thương Nguyễn Thành Long. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng muốn truyền đạt thông điệp tới đảng viên dưới quyền của ông rằng Đảng Cộng sản của ông thương nhau như ruột thịt vậy. Còn với người dân thì ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ cho mọi người thấy là ông rất thương người. Không một hành động nào của người làm chính trị lão luyện như ông Trọng mà không có dụng ý cả. Dụng ký của ông Trọng lập tức gặp phản ứng ngược. Mạng xã hội bức xúc đặt câu hỏi rằng tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không khóc thương cho 43.000 mạng người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam đã phải chết dưới bàn tay hãm hại của ông Nguyễn Thành Long, mà khóc thương cho một con người đã nhẫn tâm trù dập và tiếp tay để có thể giết hại họ bằng thứ xét nghiệm dởm và đưa ra thị trường y tế sản phẩm kit xét nghiệm không đạt chất lượng để lừa dối người dân. Đây rõ ràng là nước mắt cá sấu chứ không phải là một thứ nước mắt thật lòng. Ông Bùi Văn Cường thì đã mô tả khi Trung ương tổ chức hội nghị bất thường thi hành kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long, đồng chí Tổng Bí thư đã rất nghẹn ngào khi đánh giá, chia sẻ thành tích của ngành y tế, đặc biệt là nhấn mạnh những nguyên tắc của Đảng. Lời chia sẻ này ý muốn nói ông Nguyễn Phú Trọng tôn trọng kỷ cương của nguyên tắc Đảng. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có còn nhớ hay đã quên rằng chính ông đã đạp lên đầu điều lệ Đảng để tự cho mình được suất đặc biệt tiếp tục tại vị, mặc dù ông không đảm bảo điều kiện về tuổi tác và điều kiện về sức khỏe. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Long, người được cho là ông Nguyễn Phú Trọng khóc thương. Ngay cả thời phong kiến anh minh, người ta còn để cao khẩu hiệu rằng quân pháp vô thần, nghĩa là hoàng thân quốc thích mà phạm tội thì đều bị xử như thứ dân cả. Tuy nhiên, thời chế độ Cộng sản Việt Nam dường như đã đi thụt lùi so với cả thời phong kiến trước đây, khi mà ông cựu Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã từng nói rằng nếu chúng ta sai, chúng ta xin lỗi dân. Nếu dân sai, sẽ bị truy tố trước pháp luật. Đấy là minh chứng cho tư duy thụt lùi của chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam so với phong kiến rất nhiều. Thà Nguyễn Phú Trọng không diễn kịch, ông càng diễn kịch thì ông lại càng lố bịch. Phải biết tôn trọng luật pháp, một khi đã phạm pháp là phải bị trừng trị, không thương tiếc gì cả. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có hiểu ra điều tối thiểu đó hay không? Đó là câu hỏi mà dư luận cả nước đang đặt ra. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khổ sở một đời, cuối cùng Nguyễn Xuân Phúc lại bị vợ yêu quật ngã.
Như tờ Thời báo.de đã từng nói ở bản tin trước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã dính đến sai phạm của Việt Á ở giai đoạn sản xuất kit xét nghiệm. Còn ông Phạm Minh Chính thì dính đến sai phạm lúc bộ kit xét nghiệm dởm của Việt Á được đưa vào tiêu thụ đại trà. Cả hai ông này đều mang tội rất nặng với nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị tấn công mạnh hơn ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Xuân Phúc có 5 năm làm thủ tướng. Theo thông tin ngoài lề của hệ thống báo chí nhà nước, thì gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu, con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang, con rể là Vũ Chí Hùng và con trai là Nguyễn Xuân Hiếu. Cả gia đình ông Phúc đã lợi dụng danh tiếng của ông Phúc làm ăn khá nhiều vụ, trong đó mang lại tai tiếng cực kỳ lớn và thiệt hại cho nhà nước cũng như nhân dân. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vào năm 2019, vụ học sinh bị chết tại trường quốc tế Gateway đã lộ ra rất nhiều vấn đề. Trường này có cổ phần của con gái ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ vụ đó, ông Phúc che đậy tiêu cực khá tốt, nhưng hình ảnh để gia đình lợi dụng danh tiếng của ông làm ăn là điều đáng xấu hổ. Như ông Nguyễn Phú Trọng, cho tới nay người ta vẫn chưa thấy được người thân của ông lợi dụng tên tuổi của ông để làm kinh tế. Tuy nhiên, về mặt này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã làm khá lộ liễu. Lộ liễu không khác gì ông Nguyễn Tân Dũng để con gái lợi dụng quyền lực của ông cha tận thu trong các phi vụ rất mờ ám. Là con, là vợ của Thủ tướng thì ai dám động vào? Ông Nguyễn Tân Dũng là người để người thân lợi dụng tên tuổi như một tấm gương cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Với 10 năm bên cạnh Nguyễn Tân Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã học hỏi được khá nhiều. Theo một số nguồn tin riêng thì vụ công ty Việt Á có dính đến bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Cũng giống như con gái của ông Phúc trước đây 3 năm thì vụ bà Thu nhúng tay vào Việt Á không được công khai trên báo chí nhà nước mà nó là những nguồn tin riêng từ trong báo ra. Đã đánh nhau giành ghế thì thông tin nội bộ sẽ phải tuồn ra ngoài. Đó là một trong các đưa tin có chủ ý. Người dân rất thích hóng những loại tin này nên những loại tin này có sức lan tỏa rất nhanh. Lần này thế lực thù địch trong đảng quyết quật cho ông Phúc rơi khỏi chiếc ghế chủ tịch mới thôi. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thu Trang, cô dâu, là người cũng dùng uy tín của ông Phúc để làm ăn. Tin tức tuồn từ nội bộ ra làm rõ hơn về bức tranh phối hợp giữa vợ và chồng. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã ngó lơ để Chu Ngọc Anh thừa nhận kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y và công ty Việt Á. Song song với hành động này, bà Trần Thị Nguyệt Thu thì móc nối với các cơ sở sản xuất kit xét nghiệm từ Trung Quốc sản xuất và gắn mác cho Việt Á ngay tại Trung Quốc luôn. Một nguồn tin bí mật từ hải ngoại cho biết mặt hàng ghi xuất xứ Trung Quốc trong tờ khai nhưng nhãn mác là của Việt Á đã được thiết kế hoàn chỉnh và gắn trên bao bì. Hàng nhập về chỉ cần phân phối lại mà không cần phải dán mác lại. Đó cũng là lý do tại sao khu sản xuất của Việt Á chỉ cần rộng chừng 10m² là đủ cung cấp cho cả Việt Nam. Thực chất ngay cả tại Việt Á cũng không làm công tác dán mác mà chỉ làm công tác lưu kho và xuất kho mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đang mất uy tín nghiêm trọng vì vợ. Bằng chứng lớn nhất hiện nay là tờ khai tại hải quan và ekip đã ký thông quan bộ kit xét nghiệm. Đây là đầu mối để lần ra con đường làm ăn của Việt Á. Đã có người lo tận nơi sản xuất ở Trung Quốc. Một mình Phan Quốc Việt không đủ tầm để làm điều đó. Chỉ có những người có tên tuổi lớn, thường ra nước ngoài móc nối với những cơ sở ở nước ngoài mới lo đến tận răng được như vậy. Yếu điểm lớn nhất của Nguyễn Xuân Phúc chính là bà vợ ông. Nếu Tô Lâm chứng minh được người đứng đằng sau thương vụ sản xuất và dán nhãn kit xét nghiệm dởm từ Trung Quốc, thì điều đó có nghĩa là hành động ký xuất quỹ cho dự án nghiên cứu của Học viện Quân y và Việt Á là có đủ chủ đích chứ không phải là sai lầm. Tội cố ý làm trái là tội nặng hơn tội thiếu trách nhiệm rất nhiều. Cũng có thông tin cho biết hiện Tô Lâm đang nhắm vào hướng điều tra này. Nếu khui ra thì chính ông Nguyễn Xuân Phúc bị vợ quật, mất sạch uy tín là có thật.